Giới thiệu anh em, đây là cái con máy cưa cành cầm tay nha. Nó cái con này là nó có cái nút đề đây anh em, làm Latin này, xích trinh nguyên bản luôn, Sindewa đó, làm cực kỳ đẹp luôn. Rồi cái làm này nó có một chút xíu này anh em, làm là cái cỡ một găng tay á, dây ống này đầy đủ nha. Mua hàng bên em là có sao nói vậy báo trước cho anh em luôn nha. Hàng này là nó chưa có dọn nha. Đó, bình xăng con còn nguyên này, lửa liêu này. Đó, hàng như vậy nha, hàng bãi nguyên rin luôn nha. Cái cục pin nó nằm ở đây này, và anh em phải đóng pin lại chứ cái này pin này nó không xài được đâu. Pin này để lâu, để cả bao nhiêu năm rồi nó không xài được đâu nhá. Dây đeo còn nguyên nhá. Đó, hàng ở bên mua bán bên em là có sao em tả như vậy cho anh em dễ mua dễ bán nhá. Hơi hãm này. Ồ chà, cái dây này, cái dây còn trắng tinh luôn anh em. Đó, bao cho anh em nòng piston luôn nhá. Xước thì trả lại, quay đầu lại cho em. Về mở ra, mở bô ra mà xước là quay đầu lại cho em nhé. Hàng của em là bao đổi trả luôn. Đó. Chứ còn em là em bao mồi xăng là giật nổ nha. Bao piston không xước. Đó, làm xích rồi mọi thứ là như thế này. Bao zin hết từ A đến Z. Còn bộ chế thì không bao được. Bộ chế về anh em xúc rửa rồi tự làm lại nhé. Bình xăng con là không bao được nhé. Cái này đề thì chạm vô là đề ngon lành rồi. Với cái đề này nó không có hư đâu. Đó, dây trắng tinh luôn này. Rồi, một bộ duy nhất